Thứ nhất là đam mê, thứ hai là nghĩa vụ, thứ ba là trách nhiệm. Rất là lì, ngang bướng và cũng hơi nóng tính nữa. Lúc nào, hoàn cảnh nào em cũng phải nhịn hết. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn ha. Mời bạn. Em tên là Trung, năm nay 28 tuổi. Nghiệp của em là đang làm quản lý xưởng gỗ cho gia đình. Ở đâu? Dạ ở quận 9 ạ. Quận 9. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở quận 9 luôn. Rồi, bạn gái. Mời bạn nữ. Em tên là Hồng. Cách đây 10 năm thì em 18 tuổi. Hiện nay em đang là điều dưỡng. Em làm việc và sống tại Thủ Đức. Quê em ở đâu? Em quê gốc ở Thanh Hóa chị. Công việc thì cũng ổn định, rất là xinh mà dịu dàng nhẹ nhàng nữa. Lý do tại sao là em chưa có được bạn trai? Dạ không phải em dịu dàng đâu chị, chứ là do bây giờ lên truyền hình nên nhìn nó nhẹ nhàng vậy. Chứ bình thường em cũng nóng tính lắm, cũng biết cách kiềm chế nó lại. Mấy mối tình rồi bạn? Dạ hai mối tình anh Linh ơi. Bạn trai thì sao, mình tình sử mình như thế nào bạn? Dạ em thì có hai mối tình, lúc thời đi học với thời lúc trước em còn làm hướng dẫn viên du lịch. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn trước khi quản lý xưởng gỗ là bạn làm gì? Dạ, công việc của em thì chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là đam mê, thứ hai là nghĩa vụ, thứ ba là trách nhiệm. Hả? Sao? Đam mê là đam mê cái nghề của mình. Dạ đam mê là lúc đầu là em học là chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Là em thích đi đây đó thì em học hướng dẫn du lịch, em tốt nghiệp ra trường, em đi làm 4-5 năm. Sau đó thì mẹ em lại muốn em làm nhà nước thì em mới là xin vô bên công an, em làm bên phòng cháy chữa cháy. Là cũng làm được 3 năm mấy. Sau này thì nhà em cũng có cái cơ sở làm ăn riêng, chị em với em thôi. Mấy tháng trước thì sinh em bé rồi, mới sinh em bé xong lại có em bé tiếp nữa. Nhà không có ai quản lý hết, vì hoàn cảnh thì em phải xin nghỉ bên phòng cháy. Làm xuất quân đó. Và trách nhiệm với gia đình. Em thì dự định là đợi chị em có bé lớn rồi thì em sẽ ra, em ra riêng làm chuyện của em riêng. Em muốn là định làm gì? Ra riêng làm gì? Dự định em là mở một quán cà phê với một cái chuỗi rửa xe cao cấp. Ước mơ cũng lớn, khát vọng lớn đó nha. Bạn nữ hỏi em là sao không thấy cái ý định kết hôn? Dạ ý định kết hôn thì cũng có, nên mới giờ mới ngồi đây chứ chị. Vậy bạn có tật xấu gì không? Dạ em ạ, em thì cũng ít tật xấu lắm. Em chỉ làm biếng anh đó, em ăn không có đúng giờ giấc, rất là lì, ngang bướng và cũng hơi nóng tính nữa. Bạn nam nghe tật xấu bạn nữ mình thấy thế nào? Dạ lì, ngang bướng, nóng tính thì mình tùy cái trường hợp là mình xử lý thôi. Tức là em tất nhiên con trai, em thấy chức nào, hoàn cảnh nào em cũng phải nhịn hết. Đúng rồi. Nhưng mà đợi sau đó thì mình nguội lại thì mình sẽ nói chuyện sau. Bên đây là cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà, nóng cỡ nào cũng chữa được hết trơn á. Các bạn nữ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích một người đàn ông thông minh, năng động, cá tính, biết kiếm tiền. Mẫu người em mà giống như Lương Thế Thành nha chị. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em thì muốn tìm một người phụ nữ, cái điều quan trọng nhất đối với em là phải biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ, ai cũng biết suy nghĩ. Dạ, không có biết suy nghĩ trong mặt kép, nghĩa là trong cái hoàn cảnh đó phải biết xử trí như thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Thứ hai là dù là em thì phải về làm dâu, tại em là con út, em ở chung với mẹ thôi. Tại nếu bạn nữ làm điều dưỡng thì cũng hợp với nhà em, tại mẹ em cũng bác sĩ. Ồ vậy à? Dạ. Mẹ bác sĩ ở bệnh viện nào? Dạ mẹ cũng nghỉ hưu rồi. Bạn nữ có chịu làm dâu không? Dạ em nghĩ là em làm dâu cũng rất là tốt. Em cũng biết nấu ăn, em cũng biết suy nghĩ, em cũng biết quan tâm đến người khác. Vậy là tốt rồi. Gì nữa bạn nam, bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? Dạ em không thích một người phụ nữ đừng có nhỏ nhen quá. Tại em là một người cũng sống theo kiểu hơi hiện đại, em rất là thoải mái. Ví dụ bạn nữ thích xăm mình hay là thích làm nhuộm tóc mà kiểu gì cũng được. Tức là được. Dạ. Chiều theo sở thích của người. Nhưng khác. Mà cái gì cũng phải có giới hạn, thì mình cũng là người Đông Á. Ví dụ mà xăm chữ vài chữ trên tay được, chứ đừng có xăm con rồng con rắn. Chết. Rồi tối dở ra hết hồn đó. Chào Việt Thơ. Cô này xinh lắm. Nhưng mà xăm mình cũng lắm. Dạ không sao, đừng có xăm hết chính cái lưng mà xăm tay xăm chân thì được. Này này, qua coi đi, qua coi đi. Thôi có xăm không? Chờ xíu nha. Cái vụ này phải kiểm tra mới được. Dạ, được anh ơi. Dạ, đâu có xăm dữ vậy. Em cũng là một người phụ nữ rất là hiện đại. Sơn năng động. I love you ngay đây nè. Dạ, I love you là I love you gia đình nên. À, love you gia đình hả? Dạ, bạn không thích gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích một người con trai mà nói nhiều anh Linh. Nói nhiều bên đây, dạ. Không nói nhiều đâu. Bạn thích con trai tóc dài hay tóc ngắn? Giống Lương Thế Thành nha. Giống Lương Thế Thành hả? Giống á, giống. Cách cao lên thì nó năng động, trẻ trung. Ở sao tóc tai không quan trọng đâu, quan trọng là mình hiểu nhau thôi. Không á. Anh nghĩ rằng được đấy. Được không anh? Được. Có thể là du di được cái hình xăm không?
Xong nghe I love you. Xong cái đó chắc anh Linh cường điệu quá. Hôm nay bạn gái có đi với ai không vậy? Dạ hôm nay em có đi cùng với thím của em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Rồi thím trẻ dạ. Quá vậy. Dạ ai cũng nói vậy. Chào thím. Dạ thím nhận xét với bạn trai bên đó như thế nào ạ? Cháu à, thím thấy bạn trai này cao ráo, sáng láng, mặt mày có vẻ rất là lanh lợi và năng động. Đó là theo cảm giác của thím thôi. Cảm ơn thím ha. Bạn trai, bạn có đi với ai không? Dạ em nay cũng định nói mẹ chị mà tại có em bé nhỏ đang bệnh nhà nên không có ai đi được. Rồi nhà bạn ấy cũng ít người lắm. Chị gái sinh rồi, còn bạn ấy có một mình phải quản lý nên là bây giờ điên mình đúng không? Dạ. Sao có mọi người ủng hộ bạn. Bây giờ trước khi mình kéo màn lên, mình cũng nói sự thật với nhau là bạn có tật xấu gì không? Tật xấu của em là hơi mê game. Mê game? Em không thích phần mềm mê game lắm. Hồi xưa em cũng lúc còn đi học cấp 3 em cũng thích chơi game, cũng làm nhân thủ đi đấu giải này nọ. Trời ơi, có đi đấu giải luôn hả? Vậy có. Vậy là giữ là thuộc hàng game thủ dữ rồi đó. Dạ, xong rồi sau này lớn lên thì em đi làm thì có đi làm tối về mình chơi 9 giờ, 9 rưỡi, 10 giờ đi ngủ giải trí thôi. Bây giờ có bạn gái rồi thì sao? Dạ có bạn gái thì tất nhiên là số 1 phải là bạn gái rồi. Ê bây giờ mình kéo màn lên ha. Mời chàng đẹp trai của tôi. Chào anh. Chào em, hoa tặng em. Em cảm ơn. Và nếu em đếm thì trong đó có 9 bông hoa hồng. Là tình yêu thì chính là cũ hay là vĩnh cửu. Ví dụ như mình có tới được với nhau, không có được nhau thì mình cũng sẽ có một tình bạn là vĩnh cửu. Dạ, cảm ơn anh. Hồi nãy em nghe nói là em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. Thủ Đức ở chỗ nào em? Em ở Linh Trung anh ạ. À, Linh Trung à? Dạ. Vậy gần nhà anh rồi, nhà anh qua Linh Trung khoảng 15 phút. Em có thích thể thao không? Dạ cũng thích nhưng mà chơi không được giỏi. Em chơi được môn gì? Bóng đá cũng biết chơi, bơi cũng biết chơi nhưng mà không biết nổi lên mặt nước, chỉ biết bơi thôi. Dạ, anh chị em bơi được, anh không những bơi được mà anh còn bơi cứu người được. Ghê vậy? Dạ, anh dạ. cảnh sát mà chị. Mà. À. Dạ, anh thì bơi cứu người thì anh hồi xưa em làm bên cái đội là tìm kiếm cứu nạn cứu hộ dưới nước. Ờ. Ví dụ mình ai cái gì dưới nước mình lặn mình hút lên. Nên cái công việc của anh thì nhìn thấy mấy cái đó thì cũng bình thường, chắc em cũng thấy như anh. Dạ. Thấy trầm tính mà cũng hài hước quá nhỉ. Rồi mình nói chuyện tương lai đi. Tình yêu rồi đi. Hôn nhân gia đình. Nãy anh nghe nói chắc em cũng bằng tuổi anh mà sao thấy em trẻ hơn rất là nhiều tuổi. Tại anh dạ. Nhiêu tuổi? À, anh năm nay 28. Trời. Sao em cười? Tại mình thích một người hơn tuổi. Em thích người hơn lớn hơn tuổi hả? Nhưng mà nhìn thấy thì chắc đầu tiên mới gặp em cũng tưởng là chắc hơn 22-23 tuổi, không nghĩ là bằng tuổi em. Mẹ nó bạn già rồi. Thế anh mà chị kèm này em nói em thích hả? Dạ không. Em không thích người chơi game. Tại vì đó, mình nhiều dành thời gian nên nhiều game quá rồi, xong rồi mình không có để ý những người xung quanh được luôn. Giống anh là cao thủ thì anh chỉ lo cho cái game mình nhiều hơn. À, hồi xưa em giờ hết rồi. Giờ còn đủ nhiều chuyện để lo cho tương lai gia đình. Anh nghĩ là bao lâu nữa, nếu mà quen được thì bao lâu nữa mình sẽ cưới? Anh nghĩ đẹp nhất là phải một năm. Một năm, tức là bằng giờ này sang năm. Đúng rồi, thì anh với em giờ cũng 28-29 rồi, cũng gọi là đến tuổi rồi. Để con thì tùy điều kiện kinh tế, ví dụ mình làm ra nhiều thì mình đẻ 3, còn ít thì mình đẻ 1, mà trai gái không quan trọng. Thế anh nghĩ là 3 hay là 1? Nếu như anh thì anh có thể đẻ được từ 2 đến 3. À, vậy là được không? Thì mình nhắm cái khả năng kinh tế mình để mình nuôi dạy đứa bé nó tốt nhất. Chứ mình để nhiều mà không lo được thì nhất là cuộc sống gia đình nó hụt hạt. Thứ hai là lại suốt ngày cãi nhau thì con nó lại khổ. Anh nghĩ vậy. Chính xác. Thôi mình nói cảm nhận về nhau đi. Tình cảm đi, cảm xúc đầu tiên. Anh, sao có đúng được cái phần trăm nào trong cái hình mẫu mơ tưởng Lương Thế Thành của em? Thì không phải là mơ tưởng nhưng mà em thấy anh cũng trẻ trung, năng động. So với tuổi thì hơi già một tí nhưng có lẽ là ngoài cái mê game ra thì cũng là một người của gia đình. Trong cái dòng đời tấp nập này thì hôm nay anh với em ngồi trên đây thì mình cũng là một cái duyên rồi. Còn hy vọng là mình có đến được với nhau hay không là do cái số nữa. Anh nghĩ là mình cũng là gọi là khá tương đồng những cái suy nghĩ. Lại mình cũng gần nhau cũng tiện. Là anh thấy là có thể mình sẽ tiến xa hơn nếu mà anh ta có tìm hiểu nha. Bạn gái? Thì em cũng nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2
3. Hết thời gian. Tại sao bạn lại không bấm nút? Tại vì cái cảm nhận đầu tiên của mình quan trọng. Tự nhiên em cảm thấy cảm nhận đầu tiên là một người bạn thôi, chứ mình chưa thực sự là rung động để tiến tới một tình yêu. Nên mà em muốn để cho bạn ấy một cơ hội để cho với một bạn khác. Anh nghĩ rằng một chàng trai thì cũng khó tìm đó bạn. Một chàng trai cũng thông minh, đẹp trai, giỏi giang, có khát vọng, có sự nghiệp vững chãi trong cuộc sống. Mình bỏ qua cơ hội này đúng là bạn hơi khó, vì cái con tim mình hơi khó chút xíu. Dạ, em cũng biết điều đó, nhưng mà em cũng mong là bạn ấy sẽ có một người thực sự hoàn hảo. Bạn trai cảm giác như thế nào? Dạ, em thì cũng bình thường. Em bấm là thứ nhất là có thể được mình hẹn hò, thứ hai là người ta nút bấm cũng là của tình bạn. Ta thấy một tình bạn là tốt đẹp hơn. Đúng rồi. Ok. Quyết định của các bạn, tôi rất tôn trọng điều đó. Chúc các bạn sẽ sớm tìm ra một nửa yêu thương của mình. Ai cũng đẹp cả, ai cũng có những cái khát vọng riêng của mình cả. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã đến chương trình. Trước tiên là phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Về ngoại hình đó thì dễ nhìn là được rồi, em không cần phải đẹp trai. Nếu mà có đồng tiền giống chị Cát Tường thì tốt. Không sao cả, bản lĩnh của chúng ta nó chứng minh ở đây. Không phải là mình bấm vì một cái gì cả, mình bấm vì con tim và họ đã làm điều đó. Có những điều họ không lý giải được, nhưng họ chỉ cảm giác là họ chưa rung động thôi. Đúng rồi. Phụ nữ cũng rất là khó đoán thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ có rung động với nhau ở những giây phút đầu tiên gặp mặt hay không. Hả Mang, mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời bạn ngồi. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn gái có thể giới thiệu sơ về mình. Em tên là Bích Huy, năm nay 26 tuổi, hiện đang là giáo viên mầm non. Quê em ở đâu? Dạ em ở Đà Nẵng chị. Em vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây được 6 năm rồi. Dạy mầm non bao lâu rồi? Dạ 6 năm. 6 năm luôn. Rồi, bây giờ mình đợi bạn nam nha. Em tên là Giàu, hai mấy bạn hay đùa vui gọi em là Rick. Hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Đồng Tâm Group. Hôm nay em rất vui được tham gia chương trình này để mong muốn tìm một nửa cho mình. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 26 tuổi chị. 26 luôn hả? Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở miền Tây, yêu dấu là Tiền Giang. Bạn có thể nói cụ thể về công việc của mình. Dạ công việc của em là phụ trách về mạng tuyển dụng cho công ty và training, đào tạo những kỹ năng mềm cho nhân viên tân tuyển. Bạn làm công việc đó lâu chưa? Hơn 3 năm rồi chị. Làm như vậy có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp. Tại sao tìm được cho mình một cái đối tượng phù hợp mà phải nhờ đến chương trình? Em vẫn chưa cảm thấy rung động với những cái đối tượng mà em đã từng gặp qua đó. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình rồi chị. Tính luôn mối tình đơn phương là 2 mối tình, một mối tình chính thức. Dạ. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ em chia tay nay được 2 năm 6 tháng rồi chị. Trời ơi đếm kỹ quá ha. Dạ. Mình đặt ra tiêu chuẩn có cao lắm không? Dạ cũng không cao chị. Nếu mà có đồng tiền giống chị Cát Tường thì tốt. Trước tiên là phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, sau đó thì mới chăm sóc được cho em. Chung thủy vậy là được rồi chị. Em có phải là người chung thủy không? Dạ phải. Dạ phải. Em chung tình lắm á. Vậy hả? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Lúc đó còn trẻ con quá. Rồi 3 năm qua mình không có tìm được một người nào vừa ý sao? Cũng có hẹn hò uống cà phê cà pháo, nhưng mà em cảm thấy không hợp nên em dừng lại. Như thế nào mới hợp với bạn? Về ngoại hình đó thì dễ nhìn là được rồi, em không cần phải đẹp trai, biết lo lắng, quan tâm, chia sẻ, có công việc ổn định, đừng có gia trưởng quá. Mình có những cái sở trường gì không? Ca hát, làm việc nhà, cái gì cũng biết chút chút thôi, nhưng mà không giỏi lắm. Bạn có thể hát một bài hát tặng bạn bên kia. Dạ em hát cho trẻ nghe không mà chị, em không hát cho người lớn nghe. Cứ coi như đây là trẻ con hết đi. Hát bài anh nghe sống sao. Trẻ con là biết yêu sớm, em muốn anh sống sao. Xin mời. Hàng phung đâu dễ kim tìm, em vẫn đứng đây cho anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Thôi được rồi chị. Nghe giọng rụt hào, nói chuyện không nổi nhưng mà hát vẫn được đúng không quý vị? Không, giọng đặc biệt mà, giọng cũng lạ mà. Chàng trai bên đây là một người biết đàn đấy. Đàn gì vậy bạn? Dạ em chơi được đàn organ chị. Dạ, thì cũng đáp lại bạn nữ 2 khúc trong 2 bài hát. Ca từ cũng giống như nội dung trong bài hát là những gì em muốn nói, muốn gửi đến cho bạn gái. Em xin phép. Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hồi nhỏ. Nhỏ bao, nhỏ chưa yêu. Ừ thì, nhỏ chưa yêu. Bây giờ, yêu nhé nhỏ. Nhỏ ơi. Còn đoạn nữa, cái đoạn này mới quan trọng nè.
Anh xin đưa em về, về quê hương ta đó. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sáng như trường ngạc lối. Lập lè đêm đốm hoa đăng, hỡi em theo anh về nhà. Dạ, em xin hát ạ. Hai. Bạn muốn tìm một bạn nữ như thế nào? Dễ nhìn xíu là được. Cỡ ai cụ thể không? Có hình ảnh nào thần tượng không? Em thần tượng chỉ Cát Tường không? Thôi, vậy thì giống Cát Tường ha. Nếu mà cỡ chị Cát Tường thì được, không thì không sao. Chủ yếu là bạn ấy có cái... Dạ em chào chị. Có đồng tiền như chị Cát Tường. Trời ơi. Sao? Hôm nay em được gặp thần tượng của em thôi. Sao? Quá đẹp. Đẹp quá, dễ thương luôn. Dạ. Anh cảm ơn chị. Em cái. Dạ, anh cảm ơn chị. Rồi. Sao? Bây giờ cái điều gì em không thích ở cái người bạn gái? Dạ em không thích bạn gái là không phù thủy. Thứ hai là giống như em thì em thích tiếp người pha lẫn với truyền thống hiện đại. Tại vì phụ nữ làm đẹp là đẹp cho ai, đẹp cho mình. Tóc thì có thể nhuộm, xăm thì cũng có được. Nhưng mà đừng có xăm những cái chỗ mà mình dễ thấy quá. Xăm thì xăm kín một mình em thấy là được, đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không? Không vậy, em không tật xấu. Nói chung là em không có gia trưởng, em khá là vui tính. Cũng khá là năng động. Thích bạn của mình thì cũng vui vui giống em. À, bao lâu được mới đám cưới được? Sớm nhất có thể một năm và trễ có thể hai năm. Lấy nhau về ở đâu? Lấy nhau về thì mình mua nhà mình ở. Có tiền mua nhà chưa? Nói nghe mạnh. Dạ có rồi chị, chuẩn bị mà có mới dám nói chứ. Ủa, dữ nha. Dạ. Tiền của em chuẩn bị hay là gia đình cho? Dạ tiền của em. Làm gì có tiền? Thì đi làm đó. Đi làm gì mà có tiền mua nhà dữ vậy chị? Đi làm nói giờ mà chưa mua được nhà. Thì ráng mà cài chị, vì tương lai sự nghiệp con em chúng ta sau này. Sao giờ không mua trước đi? Cũng đang lựa chọn, thì chẳng hôm nay có bạn thì nhiều khi mình sẽ tìm được con bạn thích ở trong quận mấy ví dụ vậy. À, được. Dạ. Chị hứa chị sẽ làm. Trời ơi, ta tuyển sinh gọi là training cho nhân viên mà. Được. Nghe rồi hết cái gì? Dạ nghe rồi chị. À, vậy em không thích điều gì ở người đàn ông? Dạ em thì không thích người đàn ông gia trưởng. Anh không có gia trưởng em ơi. Anh không có gia trưởng. Dạ em không thích người đàn ông bê bối. Không có bê bối nữa. Dạ vậy là được rồi. Về ngoại hình? Dạ ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi, em nhìn có cảm tình là được rồi. Dạ. Rất có cảm tình. Dạ cao hơn em chút xíu là được. Để anh xem ngoại hình thế nào nha. Cô giáo dạy mầm non thì. Em chào anh. À chào em. Hình như giọng hơi buồn đúng không em? Dạ không phải, tại vì em đi làm á, em nói nhiều anh đâm ra bị đau họng. À đau họng. Dạ, mức độ nói em nhiều lắm, em nói từ sáng tới chiều á. Anh bên đây cũng nói nhiều nha, bởi anh làm nhiệm vụ là training cho nhân viên mà. Dạ. Cũng nói suốt từ sáng tới chiều. Hai em nói từ gì? Sáng tới chiều rồi tối em còn phải nghe điện thoại của phụ huynh nữa. Có gì em pha nước chanh cho em uống cho nó hết đau họng. Đó, thấy chưa? Ga lăng cho anh bên đây, ga lăng lắm. Bạn có sợ rằng ông ga lăng không? Dạ, thấy bình thường. Bình thường. Dạ, đừng có lố là được rồi. Anh bên đây là ga lăng lắm đó nha. Hôm nay anh, em đi có ai đi theo ủng hộ? Dạ không? Em đi có anh họ của em. Anh họ hả? Dạ. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Linh. Chào bạn. Bạn thấy bạn trai bên đó như thế nào? Bạn trai anh đây nhìn cũng được, cũng dễ thương. Nói chung là cũng ok rồi đó. Cảm ơn anh. Dạ, được. Thế em gái của mình bình thường có cái những cái điểm yếu nào nữa không? Có những cái tật xấu nào mà chưa kể ra không? Không, cái đó để nói sau đi. Bây giờ mình nói mà công hai đứa nó không chịu. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với em họ của em. Anh chào Đường Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Chào chị. Thì chị này tóc dài nè, không có mập, thon thả, nhìn dễ thương. Hy vọng là chắc được anh. Ủa, anh em họ em không thích mập hả? Dạ anh thích thon thả. Thích tóc dài. Tóc dài đúng rồi. Vậy là thấy hợp rồi phải không? Chắc được mà. Thử. Thử đi. Cảm ơn em. Em họ cũng dễ thương nữa. Có duyên lắm mà. Dạ. Rồi bây giờ mình kéo màn cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Anh cũng muốn bạn em. Em chào. Cảm ơn anh. Cho anh hỏi trước em ha. Dạ. Cảm nhận của em về anh như thế nào? Em thì em không quan trọng ngoại hình lắm. À. Em nhìn bản thân nhìn được là được rồi. À. Dạ. Anh thì anh rất thích bạn của mình là giáo viên. Dạ. Và hiện tại em đang là giáo viên mầm non. Dạ em đang giáo viên mầm non. À. Em năng động lắm á, thấy em dạy cho em năng động, em nói nhiều lắm. Dạ, thì chắc là phù hợp. Anh có thích những người nói nhiều không? Thì chắc em là tiếp người của anh rồi đó. Nhưng anh có thích đi phượt không? Có, rảnh rỗi anh hay thích đi phượt. Anh đi bao giờ chưa? Thường cũng hay thường xuyên lắm em. Thí dụ rảnh rỗi thích lên là xách ba lô đi à. Vừa rồi em mới về Tiền Giang á. Vậy hả? Dạ. Vậy mới có về Tiền Giang nữa ghé nha anh. Dạ. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Phải tin tưởng lẫn nhau anh. Chứ còn nếu em tin tưởng là sẽ bị kiểm soát, mà người bị kiểm soát thì người ta sẽ không cảm thấy thoải mái. À, cái vấn đề đó cũng quan trọng lắm. Tại vì mỗi người cũng có một cái cuộc sống riêng của họ. Mình kiểm soát quá thì dẫn đến cái người bạn mình nói trời ơi, kiểm soát điện thoại rồi dẫn đến mình cảm thấy mất cái tự do của mình á. Anh thí dụ anh có đi với bạn thì em nếu em thích thì em có thể đi với anh, hoặc là em đi với bạn bè thì có thể là anh đi theo em chơi, chứ không nên kiểm soát quá nữa ảnh. Lỡ đi mà không dẫn đi theo được không anh? Cũng được, thì đó là phải tin vào nhau rồi đó. Dạ. Không nên kiểm soát, anh sống rất là thoáng.
Không biết em có gì hỏi anh nữa không? Hiện tại bây giờ anh ở đâu? Hiện tại anh đang ở quận 6. Quận 6. Hiện tại em đâu? Dạ, em đang ở Gò Vấp. Gò Vấp hả? Cũng gần. Quận 6 Gò Vấp cũng gần. Tình yêu lần màu mắt hết. Gần. Cũng gần anh, tại vì cũng gần. Dạ, dạ. Em không có nói gần, em không có nói gần mà nó là cũng gần. Tới gần sạch mà. Yeah. Anh có những sở thích gì? Cuối tuần anh hay đi đàn, đánh đàn á, đánh đàn cho những cái đám cưới hoặc là những cái tiệc gì đó, cà phê với bạn bè, rồi đọc báo. Anh hay đi club được không? Cũng có, rảnh. Tại vì thời gian mà rảnh rỗi thì anh hay nhận show nhiều nên cũng đi lúc thì cũng ít. Cảm nhận về nhau thế nào? Qua cái nhìn đầu tiên thì em thấy bạn nữ cũng phù hợp với mẫu người mà em đang cần tìm kiếm cho cái việc xây dựng cái mái ấm gia đình trong tương lai của em. Sau này mà ví dụ như mình tiến tới cái xa hơn á thì em thích sống ở thành phố Hồ Chí Minh này hay là thích về miền Tây của anh? Dạ em ở đâu cũng được. À có nghĩa là em theo anh về dạ, đúng không? Dạ nói chung ở đâu mà em theo người đó. À rồi. Tiền bạc ai quản lý? Dạ. Thời gian ở đâu bạn? Em ở gần với cầu Rạch Miễu. À, gần Bến Tre, gần mà. Dạ. Anh có hút thuốc nhiều không? Không, anh không hút thuốc. Anh có nhậu không? Dĩ nhiên là cũng có, tại vì công việc mà cũng nhậu có chút. Nhậu mà có mất kiểm soát đúng không anh? Đúng rồi, nhậu phải kiểm soát được. Có bao giờ anh nhậu mà anh phải ngủ ngoài đường chưa? Không, không. Anh là lúc nào cũng phải về bến an toàn hết á. Anh mà thấy mà nó tới cái đạt cái maximum rồi là anh ngưng. Rồi, mọi người chúng ta nói một câu gì đó. Tình cảm. Anh cảm nhận em khá là dễ thương. Mình hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Nhưng anh có thích đi xem phim không? Có em. Thì em hỏi xong rồi. Rồi, hết thời gian. Nào để tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ để xem mình có bấm nút hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Nào, hãy tiến về cô gái mình đã đồng ý hẹn hò. Chúc mừng hai bạn nhé. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng rằng với những cái thời gian xem phim lãng mạn, các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn và đi đến một cái tương lai hạnh phúc cho riêng mình. Bạn trai có thể hôn bạn gái một cái. Ok, ok, ok. Xin xỏ gì nữa. Không phải là sự chị, đó là sự tối thiểu. Không mà hửi vậy. Dạ không. Thôi anh lấy đi. Vậy anh em không lại nha. Không lại đi chứ không. Đó, vậy đó. Mày giống hửi quá. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, chúc hai bạn sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Dạ. Điều kiện đã có đủ hết rồi ha. Cảm ơn anh Nguyễn Linh, cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn ban tổ chức chương trình cũng đã tạo cơ hội cho em và bạn nữ có cơ hội gặp nhau thông qua chương trình này không gì hơn. Thì em kính chúc sức khỏe của cho anh Nguyễn Linh, chắc chị Cát Tường cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình. Dạ, em cảm ơn. Thay mặt ekip chương trình cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm đến bến bờ hạnh phúc của mình nha. Nắm nhanh chóng báo tin vui nha. Chúng tôi nha. Nắm tay anh thật chặt. Rồi nắm tay. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Là từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm sao, không có ai. Em chỉ có một mối tình đơn phương từ cấp 2 đến giờ và em rất là khó tính. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ, đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á. Nên là em thấy cái điểm đó thì em cũng thích. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, chào anh. Mời đi em. Mời nhà gái. Chào cưng. Bây giờ mình nói lớn cho nhau nghe, giới thiệu cho nghe để cảm nhận giọng nói nha. Mời em Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như bạn nữ bên kia. Thì tên em là Phạm Duy Nghĩa. Năm nay em 29 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh ra ở đây. Hiện tại là em đang là làm biên tập viên và là phóng viên ảnh cho một tạp chí ạ. Mời nhà gái. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ, em chào anh trai kế bên. Và xin chào tất cả quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Con sinh năm 95 là con gửi hợi. Quê con là ở Bình Thuận, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Tân Phú. Dạ, công việc của con là nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty về lĩnh vực cơ khí ở quận 6. Vậy hả? Dạ. Sẵn đà vậy mình nói luôn về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi con. Thì ưu điểm của con là con biết quan tâm tới mọi người xung quanh, con yêu thương mọi người, coi trọng cái gia đình. Khuyết điểm của con thì con cảm thấy là
ngoại hình của con thì cũng chưa có thực sự là ok, chưa bắt mắt lắm. Ok mà, cô thấy ok mà, yên tâm. Tại vì hồi nhỏ giờ con thấy con tự ti lắm, nên là từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm hay sao, không có ai. Con, ủa là con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ, từ nhỏ tới giờ là con chỉ có lo đi học thôi, rồi ra trường là con đi làm. Tại vì má dặn là nhỏ thì lo đi học đi, rồi lớn ra trường đi làm, ổn định sự nghiệp đã rồi muốn yêu ai đó yêu. Cái quan niệm của con cũng là như vậy luôn. Lý lịch trích ngang của nhà gái tôi đến đây là hết luôn cả phần tình yêu nha. Rồi, khỏe re. Bây giờ em phải nói thế mạnh và điểm yếu của em cho đàn gái nghe. Điểm mạnh của em thì em tự nhận mình là một người sống rất là đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng mà có một cái điều em rất là khó tính. Tại vì em đã từng trải qua 3 năm ở trong quân ngũ rồi. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ, mà đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Đã 5 giờ sáng thì là phải gõ kẹn là dậy, tập thể dục. Với lại em là được giao cái chức là quét dọn nhà cửa trực sinh ấy anh. Trời, chức dữ vậy. Dạ, quét dọn nhà cửa hay là lau chùi bồn cầu toilet gì là em làm hết. Thì đó, rồi 11 giờ thì ăn cơm. Rồi 4 giờ, 5 giờ chiều thì tập thể dục, 9 giờ phải đi ngủ. Rồi đó. Vậy là quen với cái giờ đó rồi đúng không? Dạ đúng, bây giờ nó giống như là đồng hồ sinh học luôn rồi. Anh hiểu rồi. Nhưng với phụ nữ, với người đẹp đó em, thì cái giờ đó không được đâu. Em rất là hiểu điều đó, cho nên đối với em khó với bản thân thôi. Nhưng mà đối với người ta thì em rất là dễ. Vậy được. Đôi khi là anh phải chờ có người đẹp đứng kế bên kia, anh phải chờ lâu lắm luôn. Dạ đúng rồi, nhất là trong mấy cái vụ shopping hay gì đó. Vui, vẫn hạnh phúc thôi. Bởi vì người ta đẹp, người ta có quyền. Dạ, chị ạ. Anh Linh nãy giờ anh cứ nói ngầm ngầm mà em đâu có hiểu đúng không? Anh chửi chị nãy giờ đó, đúng không? Ủa, đúng rồi, chửi ai đâu? Ông chờ tôi cái gì? Rồi tôi chờ ông ra làm sao? Bây giờ cuộc đời này chờ qua chờ lại đi cho nó vui. Mắc cười ghê luôn. Đời đời hạnh phúc mà chị. Hẹn hò, đợi chờ là một hạnh phúc mà. Dạ đúng. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em chỉ có một mối tình đơn phương từ cấp 2 đến giờ. Còn qua đến những năm đại học rồi đi, sau này đi làm thì cũng chỉ như là thoáng qua thôi. Thoáng qua thôi. Tại vì mình cũng chỉ tập trung vào việc học rồi là đi làm. Còn đầy bụi phấn nha con nha. Dạ. Dạ con nghe anh nói về cái vấn đề giờ giấc là con cũng thấy thích á. Tại vì cái nguyên tắc con sống là con cũng kỷ luật, đi làm về tối về là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ăn uống xong xuôi hết là 10 giờ là con sẽ ngủ. Ví dụ như bữa nào con trằn trọc về công việc hay gì kia thì có cỡ tầm 10 giờ rưỡi, 11 giờ không bao giờ con ngủ khuya. Bây giờ người ta nói là ngủ khuya quá là bị stress nhiều và dạ, sẽ rồi. Bị mập ra giống như chị. Tôi mập không phải là tôi ăn nhiều đâu Linh nè, tại vì tôi hay ngủ khuya đó. Nói cho Linh biết đừng có cười. Để qua coi nhà gái coi sao. Đáng yêu. Dạ con chào chú. Chào con. Thôi cao rồi nha. Đó, người dày thon thả đẹp gái vậy mà biểu là tự ti về dáng vóc là sao con rồi. Con nghe tôi nói phụ nữ không có phụ nữ nào xấu cả. Không có chú, cái này là ví dụ như mà ai xấu cái người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mà con nghèo quá, con đâu có tiền đâu phẫu thuật thẩm mỹ. Làm gì bây giờ là như con vậy, con muốn thẩm mỹ cái gì con nói con nghe coi. Năng ngủ. Cô dân có thẩm mỹ chút thôi chứ. Tôi thẩm mỹ chỗ nào tôi quánh đâu bây giờ nha. Ông nói tôi nghe coi. Dạ. Con nói đi, con nói cái mẫu hình lý tưởng của con muốn. Con thích bạn trai là chững chạc, trầm tính, ổn định, sống biết quan tâm tới mọi người, có đạo đức, không có dối gạt đối phương của mình. Con thì con không có cần bạn trai phải đẹp trai lắm đâu. Nói chung là nhìn khuôn mặt sáng sủa gọn gàng, tóc tai thì đừng có hối quá. Con cũng không có ý gì đó chú, mà tóc như chú là được rồi. Con không có kiểu như hối mà hối quá luôn á chú, là không có tóc luôn á là con không thích. Chú mới cấy á con. Dạ. Chiều cao thì cao hơn con một xíu là được, con cỡ 1m58 thôi, tại nhìn con ốm nên nó gọn hơn. Con 1m58 phải không? Dạ, không có quá ốm. Nói chung là người vừa vặn ok là được. Ốm không lo. Bí quyết hồi xưa của dân cũng ốm vậy đó. Làm như mình ốm lắm vậy đó. Nghe bạn nói dễ thương không? Dạ. Đàn trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Em từng sống trong quân ngũ rồi, cho nên những cái việc như là nấu ăn thì cơ bản, với lại giặt giũ hay là chuyện nhỏ. Đúng rồi, chuyện nhỏ. Dạ. Anh cũng đi trà toilet rồi dọn nhà hốt rác hoài. Những cái chuyện đó thương. Em không hề ngại. Chuyện đó bình thường, chuyện hàng ngày mà.
Nhưng mà cái nãy cô nói gì không thích hói hói gì đó. Đầu em hơi hói tí. Nói chung là tóc em hơi ít tí. Không biết bạn nữ có chịu không ạ. Bây giờ hỏi bên đó cái mẫu hình lý tưởng của em sao? Mẫu hình lý tưởng của em thì xinh xắn, dễ thương. Nhưng mà có hai cái điều em cần nhất đó là quan tâm đến gia đình. Nhưng mà điều thứ hai em cần nữa đó là phải cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của mình. Bạn em hay nói ấy, khi mà người ta có sức khỏe thì người ta rất mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng mà khi người ta lại không khỏe rồi thì người ta chỉ mong ước một điều, đó là có sức khỏe. Đúng thôi. Đúng rồi, đó. Anh giờ cũng vậy đó, yeah. Anh giờ chỉ mong muốn điều thôi. Em sức không cần là bạn tập gym hay là cái gì đó. Không được, bạn khoan tập gym thôi. Từ từ, tập gym là người ngồi kế bên thôi ha. Không, bạn từ từ tập gym đi. Chú cứ ghẹo cô hoài. Làm như cái thú vui cuộc đời của ổng vậy đó. Cũng không, nhưng mà nhìn... Ngày nào mà chú cũng cà khịa. Cô cũng phùng nhìn Phúc Hậu mà đâu có phải đâu cô. Dạ. Không sao, giữa cô chú thì cà khịa nhau hàng ngày mà. Cưng muốn cái người phụ nữ của mình xinh xắn giống như ai nào? Có hình mẫu lý tưởng gì không? Xưa em rất là thích phim Hoàng Châu Cách Cách nên chắc hình mẫu chắc giống như Triệu Vy. Dạ. Tiểu Yến Tử. Triệu Đô đi. Không Triệu Vy được, Triệu Đô được không? Nói chung là nói là thích diễn viên vậy thôi. Nhưng mà em cũng mong muốn là bạn nữ bên kia thì mang những nét đẹp của người phụ nữ áo đông. Tóc đen thì càng tốt. Em tóc đen nè. Thế là tốt quá rồi ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ hỏi gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ con cũng chia sẻ luôn là hôm nay là nhà con có đám cưới của anh trai con. Vì cái duyên đến đây là em vì anh trai cho nên là em lỡ hết một ngày hôm nay. Là con chỉ đi với lại bạn của con là hai đứa bạn thân với lại chị đồng nghiệp. Rồi nhanh nhanh về đi rủ bạn trai đám cưới luôn cho dạ. Con. Đúng rồi, đi về đám cưới luôn. Dạ. Sẵn... Nếu mà hôm nay mà em trễ xe về là anh chở em về luôn nha. Đó nha, đó, về đám cưới luôn nha. Dạ, con xin chào chú Thường Linh và chào cô Hồng Quân. Trước tiên thì con xin nhận xét về bạn Trâm thì Trâm rất là một người rất là tốt bụng, vui vẻ và hòa đồng với bạn bè. Thì theo như tiêu chuẩn của Trâm thì anh trai ở đây rất là khá là phù hợp rồi. Tại vì Trâm rất thích là những người mà đi làm việc trong nhà nước. Thì nếu được thì mong hai bên sẽ cho nhau cơ hội. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, con trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân từ hồi nhỏ. Thân từ nhỏ luôn hả? Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. Chào anh. Mình xin nhận xét về bạn. Bạn có một cái giọng nói rất là đáng yêu. Hoàng Châu Cách Cách đúng không? Giọng nói của Hoàng Châu Cách Cách đó. Rất là ngọt. Ừ. Và những gì mà bạn yêu cầu với hình mẫu bạn trai lý tưởng á, là mình là bạn của Nghĩa cũng đã hơn 10 năm rồi. Yeah. Thì bạn Tả giống như là bạn Tả bạn Nghĩa luôn rồi đó. Thì Duyên đã đem hai bạn tới chương trình này rồi. Thì mình có thể cùng nhau đi thêm một chút nữa để xem mình có hợp với nhau hay không. Hai bạn sẽ hợp với nhau. Mình nhận xét là như vậy. Trời hay quá. Trời kéo rào lên. Kéo rào luôn đi. Rồi mượn cho nó có nợ luôn. Mở rào. Chào anh. Dạ, anh có muốn quà tặng em. Dạ, theo quan niệm của nước ngoài ấy, thì màu hoa hồng xanh ấy là đại diện cho sự yên bình và sự vĩnh cửu. Đây cũng như, giống như là nó đại diện cho một cái tình bạn, trước hết là tình bạn và cũng như là sau này là tình yêu, nó cũng trường tồn với vĩnh cửu, như vậy. Bông hoa như thế này. Nè, em tặng anh một cái túi đeo thời trang. Mở rào ra thấy thì sao? Có giống như là mình tưởng tượng không? Em nói trước ạ. Thì em cảm thấy bạn nữ là rất là một người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Anh không biết là em có thích chụp ảnh không ạ? Dạ, em thích chụp ảnh mà trước giờ không có ai đi theo chụp. Tại vì ngoài nghề chính của anh ra thì anh cũng là một người rất là đam mê nhiếp ảnh. Được thì hãy làm mẫu ảnh cho anh. Đây đội của anh. Dạ. Đây đội của anh. Thì, ngoài cái sở thích nhiếp ảnh thì anh cũng rất là thích nuôi động vật. Dạ. Trong những cái điểm yếu của anh là rất là sợ những thứ dễ thương. Nói chung mình đang nóng như thế nào tự nhiên gặp một chú chó con thì chú mèo con là mềm nhũn hết. Vậy là cái điểm đó em cũng thấy giống em rồi. Tại dạ. Em cũng thích động vật lắm, đặc biệt là chó mèo á. Nhà ở quê thì em có nuôi chó, nuôi mèo. Nhưng mà ở trong này thì không có được phép nuôi. Nếu mà mai mốt ví dụ như em về nhà anh thì anh cho em nuôi nha. Thì nhà anh cũng đang nuôi một con cún em. Dạ, dạ. Nói tiền tình yêu đi. Thì ta tự này qua ta nói qua cái có, kia. Em có nghe anh chia sẻ là lúc trước mình có tham gia vào quân đội hả anh?
Thì nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á. Nên là em thấy cái điểm đó thì em cũng thích. Anh hiện tại là đang ở đâu ạ? Anh thì ở quận Tân Phú. Em cũng ở Tân Phú luôn, anh ở đường nào vậy anh? Anh ở ngay gần Eon Mall á. Đi bộ bên bờ bao Tân Thắng thôi anh. Đúng rồi em. À dạ, em nào hầu như sáng nào cũng 5 giờ dậy là chạy vòng vòng mấy quanh đó cho đủ mấy km rồi về đi làm. Vậy bữa nào anh chạy vòng vòng anh chạy tới anh gọi em dậy để em đi làm. Tất nhiên rồi, anh sẽ rủ em. Nếu em dậy sớm được. Dạ. Có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Thì em gia đình em ba mấy người? Gia đình em thì có 6 anh chị em. Em là con út, chỉ còn má của em thôi. Ba em cũng mất cách đây cũng 5-6 năm rồi. Thì về điểm đó cũng giống anh. Tại vì anh cũng là người mất ba sớm. Hiện tại thì đang sống với lại mẹ và em trai anh. Nãy anh Quyền Linh nói anh là điểm mạnh, điểm yếu. Thì anh đã nói về điểm mạnh với cũng như là sở thích của anh rồi. Nhưng mà anh chưa có nói điểm yếu của anh. Thì em cũng muốn nghe điểm yếu của anh không? Anh cứ nói thì em nghe, em sẵn sàng lắng nghe. Điểm yếu chí mạng đầu tiên nhất của anh ấy đó là sợ dán. Sợ dán. Nó có một cái gắn liền với một câu chuyện như thế này. Một cái đó là một câu chuyện buồn. Đó là vào một năm 2011 thì trong lúc đang tắm thì lúc đó là nhà anh là chưa có xây xong thì phải ở một cái ngôi nhà gần đó để mà chờ trong cái quá trình thi công đấy. Thì mà khổ cái ngôi nhà đó thì nó cái cống nó hơi sập sệ tí cho nên dán nó lên rất nhiều. Thì đang tắm thì con dán nó bay vô người thì coi như là tông cửa chạy ra luôn. Mình bị cái sự cố là không còn gì để mất mà cũng mất luôn những gì đang có. Là tại vì cái sự cố đó mà anh sợ dán luôn hả anh? Không, sợ dán từ nhỏ em. Anh yên tâm đi, em không có sợ dán, em mà thấy dán em sẽ đập rồi, nó luôn. Rồi giết giùm anh cả. Dạ. Điểm yếu của anh thứ hai là anh khá là dễ bị xúc động trước một số thứ. Ví dụ như một tập của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hay như là một tựa, anh chơi một tựa game nhưng mà ở đó là tựa game đó là do một người bố làm về đứa con trai bị ung thư. Bản thân anh là một người làm báo cho nên có những câu chuyện buổi sáng đọc những cái mảnh đời mà mình vô tình đọc được ấy thì nhiều khi đọc xong thấy cái khóe mắt mình lúc nào cay lúc nào chả hay luôn. Thật ra là em cũng thấy anh có nhiều cái điểm tương đồng với em. Em là em thấy cái gì mà xúc cảm á là em cũng khóc nữa. Coi những cái bộ phim mà cảm động á em cũng nằm em khóc một mình. Bây giờ nghe hai đứa nói anh muốn khóc luôn rồi. Nhưng mà em cứ yên tâm là do là đã có quá trình công tác trong quân ngũ rồi cho nên những thứ nào đó mà nó đe dọa em là anh sẽ bảo vệ hết. Em cứ yên tâm. Em thấy nắm tay bạn gái đứng lên hát tặng bạn gái một vài hát nào đó. Ngoài cái chuyện ta nói chuyện mình còn trao nhau cảm xúc. Dạ. Nắm tay vô, hai nắm hai tay hai bên. Đúng rồi đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó lúc thì này là... đây là một cái bài hát mà một người em gái của anh đã đi bây giờ đi nước ngoài rồi. Thì dạy lại cho anh, nói sau này hãy hát cho người mà anh yêu. Thì bài có tựa đề là Modern Words. Dạ. Thì ý nghĩa của nó là tình yêu thì cần hơn những lời nói. Anh xin hát. Anh hát thì em nghe nè. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would you do if my heart were torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real, just by saying I love you. Bây giờ mình đã hết thời gian rồi. Ha. Bắt đầu để tay mình nút bấm đi các bạn. Mà đã bấm nút
chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Phật phật hai cái luôn, ghê thiệt, nó đỏ cùng một lúc luôn. Rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau đi. Đó, hai cái nắm tay đầu tiên luôn á. Cái hôm đầu tiên nào, hai ba nào. Cái hôm đầu tiên nào. Đó, dễ thương vậy thôi chứ muốn gì nữa giờ. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Đây, đi bên đây nè cưng. Nhớ bảo vệ bạn gái mong manh lắm nha, trừ khi có dáng thôi. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Dạ, công việc của em là làm đẹp cho các ngôi nhà, em bán hoa phong lan. Hiện em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô của Đức tại Việt Nam. Em đã đi hôn cách đây 10 năm rồi anh. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em, và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Em đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành, vợ chồng là luôn lắng nghe, nhẹ nhàng nhưng mà vẫn hơi có sự ấm áp ở trong đó. Rồi xin mời nhà gái. À, chào em. Mời nhà trai. Xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Dạ, em là Bích Liên. Em đến từ Quảng Nam. Dạ, em năm nay là 39. Là em sinh năm 82. Và hôm nay là em vào là ngày hôm qua, ngày có mặt tại đây. Vậy đó hả? Dạ. Em làm gì Liên? Dạ, công việc của em là làm đẹp cho các ngôi nhà, em bán hoa phong lan. Hoa phong lan hả? Dạ, hoa phong lan cây cảnh nữa. Được rồi. Anh trai. Dạ, em giới thiệu mình cho nhà gái nghe đi. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Minh Hậu, sinh năm 1975. Hiện em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô của Đức tại Việt Nam. À, ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân. Quê hậu ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Quảng Nam luôn ạ. Rồi em, bây giờ em nói luôn cho bên đó cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em là một người phụ nữ của gia đình, dễ hòa nhập với cái môi trường. Em nấu ăn rất là giỏi. Nói chung là công việc nào em cũng có thể làm được. Rồi còn cái điểm yếu của mình thì điểm sao? Điểm yếu của em á thì em thấy là em cũng hơi nóng tính một tí. Em cũng ít giận gì ai, bởi vì thực sự là mình luôn dĩ hòa với quý. Dạ. Em trai, giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu cho mình cho bên Liên nghe đi. Dạ, em thì chững chạc, biết ứng xử với tất cả các mối quan hệ trong xã hội và gia đình, có khả năng xử lý tất cả những cái khó khăn đến với mình trong công việc cũng như trong nội tâm, chuyển hóa những cái buồn phiền, những cái khổ não. Hay quá. Dạ, làm việc thì rất là hệ thống, hiệu quả. Sếp của một hãng ô tô là dữ lắm mà, giỏi à. Còn điểm yếu của em thì em cũng có lẽ là mình đôi lúc là mình cảm thấy mình thật thà quá, dễ tin người quá, hơi dễ mũi lòng nếu mà ai đó năn nỉ mình. Là nhà gái cho nhà trai biết có mấy mối có tình rồi. Có mấy mối tình rồi. Dạ, em đã ly hôn cách đây 10 năm rồi anh. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em, và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Nhà trai có thể chia sẻ tình duyên về cái tình duyên của mình được không? Cũng đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Lâu chưa em? Dạ, khoảng gần một năm vậy, ly hôn gần một năm. Ồ. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ, có một cháu trai hiện tại đang ở với mẹ. Ở với mẹ? Dạ. Rồi em hiện nay ở với ai? Em ở một mình ạ. Liên Ngọc, vậy giờ em nghĩ là bây giờ cái người đàn ông, cái mảnh ghép của em sau này sẽ như thế nào?
Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông của gia đình, vợ chồng là luôn lắng nghe và chia sẻ và thay đổi. Em thích người đàn ông mới là phải là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trong đó. Và em không thích người đàn ông mà vũ phu hoặc là có những lời nói. Em sợ những người đàn ông vũ phu đúng không? Bởi vì trước đây cái cuộc hôn nhân của em á, em đã từng bị như vậy đúng không? Thì em cảm thấy là em có bao nhiêu phần trăm trong cái mong mỏi của Liên? Em có hơn 100% á. Em có hơn 100% á. Wow. Vậy thôi về sẵn đài vậy em nói luôn cái mong mỏi của em đi để coi Liên có bao nhiêu phần trăm. Ngay từ xưa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện mà kinh tế chính trong gia đình thì người đàn ông làm. Thì em nghĩ là mình có thể làm được chuyện đó. Và rất mong, rất cần một cái người phụ nữ họ có thể là chăm lo được việc gia đình, chia sẻ nói chuyện được với em trong cuộc sống. Như vậy cái quan trọng nhất vẫn là đối thoại với nhau một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi nha. Ok. Ở Quảng Nam hả? Dạ. Em về nơi xứ Quảng ha? Dạ. Em nấu cao lầu được không? Dạ được, em rất là giỏi về nấu ăn nhưng mà em chưa mì Quảng. Vậy là hay. Nhưng thấy có cái này khó nè. Anh ở lúc ở trong miền Nam. Dạ. Em ở... ở Quảng Nam. Quảng Nam quá. Dạ không sao, bởi vì em cũng đã xác định tư tưởng rồi. Cái vấn đề mà bạn đầu của em ở đâu thì em có thể đi đó. Trời bởi ơi, vì... khỏe khỏe. Bởi vì công việc của em thì có ở đâu cũng có thể làm được. À, ở nhà riêng đúng không? Dạ. Ở mình đúng không? Dạ. Rồi khỏe. Cái nhà đó trồng lan được không em? Chắc chỉ treo thôi à. Không có đất đúng không? Dạ không có đất. Nhà ở trên trời. Đó, nhưng mà ban công ta, ta dạ, trồng dạ. được chứ em. Dạ treo. Trời ơi. Rồi, Liên đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn của em là bạn vừa học lớp mà cũng rất là thân. Em chào Hiền Linh, chị Hồng Vân và các bạn ở trường quay ạ. Em Trang, bạn của Liên từ hồi học cũng 3 đến giờ. Theo cảm nghĩ thật của mình nha, tại vì mình chơi bạn mình hiểu tính. Mình là bằng tuổi Liên, bạn này là bằng tuổi chồng mình, y chồng mình luôn. Nói chung là hợp. Hợp. Nhưng mà vấn đề bạn của em á, là anh phải hiểu thế này nè. Bạn em rất là hoàn cảnh, nhưng bạn em cực kỳ lanh. Sống ở nào cũng sống được hết. Bạn có thể làm nghề gì bạn cũng sống được hết. Nhưng mà do bạn có hoàn cảnh như thế bạn khó khăn á, bạn không có được những cái cơ hội để bạn vươn lên thôi. Chứ bạn em rất là lắm. Bạn em là người phụ nữ của gia đình đó, rất là giỏi trong vấn đề nấu ăn. Không có sự gò bó của gia đình, chỉ có một đứa con đi đâu là lo đi đó thôi. Bạn em có một cái nhược điểm là bạn em nóng tính, cho nên không thích là cứ nói thẳng. Nhưng mà khi mình nói thẳng ra rồi thôi là mình không có bỏ bụng. Em nghĩ anh là một người giống chồng em á, cho nên anh cũng bị thai giống chồng em, cũng rất là nhiều dàng và nhẹ nhàng giống như chồng quen. Mình nghĩ là vậy đó. Rồi, Hiền, nói chung là Hiền. À, cảm ơn em gái. À, Hậu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình cũng đông á, 10 người. Và đặc biệt là có bố em từ trên quê xuống. Rồi, xin chào đại gia đình của Hậu. Xin chào bác. Chào Quỳ Linh. Dạ. Dạ. Chào cháu Liên. Dạ, con chào bác. Người ta thường nói bao nhiêu tình yêu cũng dồn về cho một mối, mà mối đó là mối gì? Là tình yêu đôi lứa. Thì cái duyên thì tôi nghĩ là hôm nay đã có rồi đấy. Còn lại cái nợ, tôi chỉ chia sẻ một chút là để nhường lại cho hai con có cơ hội của giờ phút này để tìm hiểu và nhận biết nhau, mình là có nợ với nhau. Thì sau đó mấy con phải cố gắng ổn định tinh thần và nhấn nút đi cô. Trời ơi. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Dạ tôi 78. Trời ơi. Con bác nói hay quá. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Anh Giang. Rồi tặng quà đi. Tặng quà nhau đi đó. Hoa quà. Lấy luôn cái bình nó tặng luôn cũng được. Anh tặng quà cho em. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh này. Cái món quà của em này là tự tay em làm. Sen đá nó mang cái ý nghĩa là sự kiên trì. Và trong tình yêu thì nó có sự ý nghĩa là sự sắc sâu. Em cũng chúc anh đó là trong công việc là luôn luôn có sức khỏe. Có sự kiên dũng về sự bền bỉ. Anh không phải là cái người trồng hoa hay là bán hoa. Yeah. Thành ra là anh không hiểu lắm về cái ý nghĩa. Thì anh nghe vậy thì anh cũng rất là vui. Thì hôm qua thì anh đi lựa hoa để tặng.
Dạ. Mà anh thấy đây là cái giỏ hoa nó đẹp nhất ở trong cái tiệm đó. Dạ. Đó thì thành ra là anh đặt mua cái giỏ này. Dạ. Em có biết ý nghĩa của giỏ hoa này không? Em nhìn em nói nha. Dạ, thì trong này có hoa hồng là hoa tự nhiên, còn cái này là cái này có tên là hoa vũ nữ, nó thuộc dòng hoa phong lan. Em cũng bán dòng này đây. Dạ, phong lan thì nó có tượng trưng nó rất là bền, là một cái loại hoa có sức sống rất là mãnh liệt. Chắc em nghĩ là anh cũng dành cho em như vậy thôi. Còn hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu rồi. Hoa nó xinh, nó đẹp, nhưng mà vài bữa rồi nó cũng sẽ héo. Yeah. Còn cái quà này thì anh nghĩ là em có thể giữ làm lưu niệm lâu được. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn. Chàng trai có gợi ý muốn tặng cho bạn gái bài hát và tự đàn luôn. Đây, coi như là... Dạ, đúng sở thích của em luôn. Bởi vì bình thường là em cũng hay đi văn nghệ cho câu lạc bộ Hoa Lan của chỗ em á. Anh tặng em và tất cả quý vị trong khán phòng hôm nay một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tựa là Lối Nhỏ Vào Đời. Anh sẽ là dòng sông, anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này, anh đã cho em mùa xuân. Hay đó. Dạ. Em có thích bài hát của anh không? Dạ, em rất là thích. Bởi vì bài hát rất có ý nghĩa, và em cảm nhận được là anh dành rất là nhiều tình cảm và sự đầu tư trong cái bài hát đó. Thực ra thì anh cũng biết hát rất là nhiều bài. Dạ. Nhưng mà anh cũng lựa dữ lắm. Thì không biết còn gì để nói nữa. anh sẽ là lối nhỏ đó. Dạ. Dạ, nói chung là cái cảm nhận của em là em gặp anh nhưng mà em thấy rất là gần gũi. Em thấy rất là giống như là em gặp anh ở đâu đó rồi. Mà em cảm thấy nói chung là ở anh có sự em có thể có sự tin tưởng. Đúng theo cái suy nghĩ của em. Hai đứa chuẩn bị cưới nhau đó, rồi có sinh con đẻ cái gì thêm hay không? Thì đẻ liền luôn ha. Còn về vấn đề sinh con thì em nghĩ là mình cũng nên có thêm một đứa con cho nó vui. Sinh con á thì hai vợ chồng á có con chung thì nó rất là tốt, rất là hay. Tuy nhiên thì anh cũng không biết nữa, tại vì mình lớn tuổi đó. Cái đó cũng phải tùy theo ý kiến của bác sĩ nữa. Thực ra thì mình cũng lớn lên, sinh ra ở Quảng Nam. Gặp em hôm nay thì thấy cũng có cái quê hương ở trong đó. Giúp cho mình cảm thấy gần gũi hơn. Gần lắm đó em. Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng, rượu hồng đào chưa uống đã say. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đừng ngại ngùng bấm nút. Và khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Gì mà bấm chậm vậy? Nắm tay nhau đi. Nắm đi em. Nắm đi. Hẹn hò thiệt rồi đó. Xin phép ba cho
tụi con hôn nhau cái. Hôn má đi Hậu. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vô đời đó. Vô. Gì vậy? Cái nào ôn hôn thắng thiết là tình hữu nghị thôi. Đúng. Nào. Đó. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Dạ rồi, cảm ơn chương trình. Đi qua đi, chúc hai đứa chào. Nha, đi qua đi đây. Đi hai đứa đó. À, như vậy là ta đã đến với hai cặp đôi, họ đã đồng ý bấm nút. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ, quý vị nhé. Cảm ơn nhà hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Dạ, ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Giống như là mình đúng giờ. Khuyết điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em, cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Em biết chia sẻ, biết quan tâm tới mọi người. Còn khuyết điểm của em thì cũng là ưu điểm luôn. Em hãy có tập là tám gái thì gái phải đi ngủ với em. Thôi, tám gái là gái phải đi ngủ với em. Em ví dụ em đang nhắn tin Zalo hoặc là gọi điện cho bạn gái thì bạn gái thôi em đi ngủ đây, vậy là mình ngủ. Ưu điểm của em thì em thấy là hòa đồng, mạnh mẽ, vui tính. Còn bao nhiêu là em thấy là khuyết điểm của em. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật trên kênh HTV7.